Game anh ta em nhảy farm ngon nè anh ta em ơi. Farm à? Ủa sao tưởng bốn chữ kia? Em tư vấn cho anh ta em nha, bay farm là có xe nữa. Ngon, dạ, ngon. Cái sự em biết là sắp tới anh em mình phải đi đâu rồi đó, không có đi mà cái gì à mà điếp gì anh Trung, mình đi Dubai, không có cái style thì phải đúng hợp luôn á. Giải à, giải chung kết thế giới mình Dubai luôn á, giờ anh vô địch anh lại vừa tham gia luôn á. Cái này em với anh phải chùm cái này đi qua Dubai chơi anh Trung. Ôi trời ơi, anh chẳng biết cái khu mấy cái khu xe đi anh bay đâu vậy anh Trung? Anh Trung bay khu 5 km rồi má, không nói người ta có chiến đấu. Cái chiến thần của người ta với anh sao vậy? Anh Trung ảnh rồi, chiến thần của người ta anh mấy anh ngộ vậy, ta chơi sao kệ ta chứ. Anh không ai cái đường lấy cái xe kìa, hơn đúng rồi có cái xe kìa anh, tôi tính hết rồi anh trai ơi. Rồi anh thể hiện kỹ năng tôi nãy game play của anh trai luôn á. Ờ xe bể rồi, xe bể. có xe đậu một chiếc mà đậu sau gốc cây á nha. Rồi thấy rồi đó, thấy không thấy giờ chung bao giờ chết con đĩ mẹ rồi, người ác quá. Cái bò ác đẹp nha anh Trung, cái bò này hơi ngu quá má. Anh định tính vô bệnh viện luôn chứ mà thấy bò xa quá. Cho bệnh viện ngon không? Không, đừng vô anh Trung. Vô nó bắt anh trong đó luôn á. anh vô anh thả mình tới trong đó hả anh Trung? Vô nó bắt anh trong đó luôn á, đừng vô. Ngon nha, ngon nha, được cái ca ngon nha. Thao tác lướt nhanh dưới ta. Ui dồi ôi, có game play mà, thầy Liêu. Hay vậy. Có game play mà. Cười vậy. Giỡn chơi mà cha. Nhanh hơn á xin. Yeah. Tay nhanh sao á. Giỡn chơi mà cha. Người người game play mà. Game này ba gà giết được trên hai mạng không? Má thì cái chỗ tôi đang chơi mà mấy anh nói là lỡ có tiếng gì sao? Thôi xin lỗi cha. Ghê vậy. Game play cao à. Luôn ghê vậy. Ê cái pha này hơi đỉnh nha, kiểu làm cho cái mình nhanh hơn á. Đúng rồi, nó không bị delay. Ừ. Đỉnh á. Thay vì mình đây em mình mở cửa làm lẹ ghê nha. Wow, bắn xong rồi mở cửa đi luôn bố ghê chữ. Mấy canh chài này giống như kiểu rượu gato với tài năng tôi quá ta. Ôi thấy ngưỡng mộ anh trai ơi, thầy nghĩ thành công của anh lớn quá, tôi cũng muốn ao ước mà anh Trung. Hôm bữa bắn top 1 mà có trận đó, có thằng bắn top 1 kia luôn mà xin. Trận chiến thì rất nhiều quá. Ừ. Ờ. Solo thắng là xin top 1 luôn mà. Thắng người... top 1 với top 2 xem vào bao cuối đúng không? Ừ. Thầy đúng rồi. À, bữa đó em coi clip ở đỉnh. Mấy cái anh này. À, đang loot hết hồn. Chơi cái này dễ giật mình lắm á. Có bạn đang loot. Huy gì? Huy gì nó chạy lại. Làm cái đùng rồi. Ú, má nhảy cái pha ác vậy trời. Tu mã tưởng ba trận không á. Sương sương chồng ơi. Giỡn rồi chồng. Anh đang tết, anh đang nằm ngay xe chờ anh nè. Anh lên thẳng đập cái chảo bắt đầu anh chết luôn. Cười thấy kìa, cười lên tâm kìa. Ui quá cười vậy. Wow. Giỡn hoài áp lực luôn. Ủa sao anh Trung có skin để sơn xe à? Không anh, xe này của tôi anh. Bo này hả? Bo này thì đánh giá là nó sẽ vượt qua bên kia á. Chết mẹ rồi, rớt mạng. Trời ơi. Trời ơi. Anh phục vụ người xem kém thiệt á. À, hình như có thằng nhảy dù đúng không? Đúng rồi. Cười mệt quá, một người bắn 800 rớt mạng nữa. Rớt mạng qua giấy. Trời má thiệt chứ. Trời ơi. Đâu có nè, bà dù đâu, cái bóng đèn mà, anh trai. Dạ, yeah, à. Anh trai ảo thiệt cái chứ. Bo về farm nha. Em đón nhẹ nhẹ cho anh Trung á. Anh Trung ơi, có hai cái thính nằm ngay chỗ Chỗ nào? Trời ơi. Má, cái bạn lắc quá.
À, thiệt. Mạng anh Trung lỏ thiệt á. Ôi, lút nhiều máu rồi anh Trung, anh có bơm máu được không? Trời ơi, giỡn hoài. Ôi! Trung mày đi cái đầu mày. Chết mẹ mày rồi con ơi, chết mẹ mày rồi. Đâu má, mình nãy. Chết mẹ mày rồi con ơi. Đấy, má hên đó, hên đó, hên đó, hên đó, hên đó, hên đó. Không, 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 anh bị gớt mạng rồi, gớt mạng không bắn được. Kiểu không xem cam mà thấy cái màn hình nó rung nó giật luôn á, thầy liệu độ nó. Mạng nó chưa vô ổn định á. Má thấy không, thấy không, thấy không, thấy không, thấy không, thấy không, mạng nó không ổn định. Sáng luôn đi Trung ơi, sáng luôn rồi đó. Thôi bây giờ tôi chắc tôi tắt cái chim này cái đừng anh trai, đừng anh trai. Mấy anh mấy anh coi chim tôi đi, mấy anh coi chim tôi đi. Má tôi bị lắc quá. Thầy lay lắm. Coi anh thầy Lưu coi anh. Ok. Anh tắt thì coi anh, coi tôi. Rồi coi game, coi game đi. Mình bảo này dễ hơn luôn á. Dễ hơn. Cái gì vậy, thấy địch là chạy là sao vậy anh trai? Cậu có ống kìa. Rồi đi loot. Tôi còn cái chiến thợ kiên của tôi. Uống nước đi anh trai. Ê chiếc xe trôi. Ê rồi chút nữa ra không thấy cái xe đâu rồi nha. Ờ chiếc xe trôi đi luôn rồi. Trời không có hoa cho có trời không. Tôi trả về cái. Ngon ngon. Kiểu uống cái xe ác kia trời. Uống được lần nữa anh lại bình tĩnh rồi đó. Trời anh nãy rung lắm. Rồi không. Ai đội ghế luôn ta đỉnh ta. Đội ghế nhảy vô hơi bị ghê nha. Này phải điêu luyện lắm á. Ừ. Nè và có thể em lặn xíu được không? À ok. Nó đang gần tôi nè. Đó đó má cái gì vậy các bạn. Phà lên cũng kêu mai luôn á. Lút ác vậy trời. Quá trời mệt mặt cười. Rồi nó bắn tôi kìa, đúng không? Anh Nghiêm coi ai bắn ổng anh Nghiêm, cứu ổng cái anh Nghiêm. Tay phone lên cho tụi em nghe giùm ổng với. Không ai xung quanh anh hết á. Ờ không ai hết trơn anh Trung ơi, không ai hết anh Trung ơi. Anh thử phun nhỉ hay sao vậy? Phẳng đi, phẳng đi. Đó. Đó. Á à, kiểu ảnh biết chỗ nào có người hay sao hả? Ảnh đi hay thiệt. Né hết luôn á. Né đỉnh luôn. Né không coi sót gì luôn. Má cái pha kia thường mình đi đường chính là kia xám chết á. Anh kỹ anh đi dưới chân núi. Nửa đêm cười muốn nổi thương. Có ngân à. Nhỏ rồi. Khờn. Dạ, lụm lên đây rồi. 4 người bắn 1 ạ. Điệu má kinh. Bây giờ anh muốn đi đâu? Không, tôi đứng luôn nhìn thôi. Anh ra rìa vào biển đi. Không. Đó. Cái different. Play different game. Là game play different. Nó khác nhau á. Different game. Đâu. Play different game. Và anh Trung. Different. Anh đang chơi giả lập lái xe hả? Anh đang thi bằng lái. Mấy anh cứ bình tĩnh. Chết mẹ rồi, đi cái đường này thấy mẹ rồi. Rồi, thầy Lêu thấy vô thì Lêu có một anh sẽ hủ lưới lại kìa. Đợi. Hình như anh bị lạc hay sao anh chạy vòng vòng cái núi này hoài vậy? Cứ đợi tôi đi. Anh tay to, anh quýt ghì bo. Ghê vậy. Cái gì vậy? Má tay to vậy vậy. Ừ, theo chạm vòng có lát hết xăng. Anh đi mờ quá ta. Cầm thương quá. Bởi vì lát á, bên bên anh xa mà. Nhiều xăng mà, anh này chạy vô tứ. Nè, có người nè, có người bên trái nè. Đội ghế bên phải nè. Bắn nè. Đó. Wow. Gì wow, đỉnh vậy. Nhưng mà sao em chạy hoài vậy? Em sợ bị đòn bắn hả chú? Đúng rồi anh. Trời hình trước mặt có người đúng không? Chỗ sợ nó tới nó tìm. Sợ hơn sợ nó tìm. Anh Trung bắn kiểu này là ngon. Vô top. Rồi. Anh Trung mình sợ sẽ tích nó tìm. Anh có một chen vậy. Chết rồi. Chết rồi.
Tắt máy xe lúc nào ta? Mà sao nó ít nó bắn level 4 vậy ta? À đâu level 7? Đâu? Cái gì? Dạ, anh chích tụi nó, anh đem chiếc xe ra 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 ngoài lề đường á. Anh đậu nó làm xe default, giả làm xe default xong anh nằm kế chiếc xe. Nào lại lấy chiếc xe anh bắn á. Nào tắt máy xe lúc nào? Ờ tắt đúng rồi, để em thử tắt đúng rồi. Ông Mạnh kêu game play different khác mà anh nghiêm, anh không làm đâu. Chơi different game. Rồi vậy vô top 21 rồi, à đây chủ top ở ngoài bếp kèo à. Wow. Wow. Play different game. Rồi, play different game luôn. Sắp nổ 4 chấm. Ây da, xe lép nó chết rồi. Ngu, vô top 20. Ngu. Dạ anh trai. Đừng có sợ chạy mép à. Đồ xe nó ngu lắm. Chết là bị anh ai giết rồi. Ngu. Lép là lúc vô mưu à. Chơi game mà solo mà không có chiến thuật gì hết. Top 20 luôn ta. Kèo lớn á. Rồi. Rồi, sợ chưa, Nát chưa. Chuẩn bị nghe gì rồi sợ nè. Gì vậy anh Châu? Nghe gì? Chuối đá. Nghe chưa? Chuối. Đồ đá chạy. Đá xe liền, chạy ta. Chạy ta. Chung ơi, cái bạn này là bạn nữ mod em không lẽ anh bắn không lại? Không. Chạy anh ta. Mới tập chơi luôn á. Chung anh chạy, vội. Những lý thuyết ở đâu anh cây mai, cây mai cây phượng đâu? Để tôi, anh cứ để yên cho tôi. Không ấy mày tìm mình. Đúng là anh kêu, anh kêu tôi tạo kết tâm nhanh đúng mất thời gian luôn á. Cái này là anh để e-box hay là thường vậy anh Nghiêm? E-box đúng không? Cũng không gắt được cái lối chơi néo giao tranh của anh Trung. Anh Trung MCK rồi. Rồi anh Trung ơi. Anh Trung. Kìa anh Trung. Bắn đúng đớp à. Trời ơi. À nó dừng xe, nó dừng xe. Không luôn. Lùn quá. Em yếu luôn mà. Thấy gơi hả, đánh cái đầu luôn hả, gơi hả, ơi buông chặn luôn rồi, chặn quá lên rồi, thấy ai đợi dài chết luôn rồi má, chiếc xe kỳ ta bớt chung. Ủa xe anh Chung bị hư rồi kìa, nó bắn đụng lúc xe anh Chung má. Rồi cái cây mai đó chúng. Hồi nãy anh Trung kêu cây mai gì mà đâu rồi. Trung chạy vội. Cây mai của anh mà đâu. Anh Trung chạy vội. Rồi. Ê xe nó bị trôi kìa, cướp xe luôn. Tốc táo lên. Ấy. Quá càng lớn ta. Nó khoa này. Bê cát. Rồi, chơm chiếc xe luôn anh Trung, nó hết xe rồi. Ao nhai. Đúng rồi. Đúng rồi. Người ta là play different game mà. Ok chưa? Mày chết đi em đó. Nè, có thằng trong đây nè. Ở mình đổi sao? Smoke gì? Tự nhiên anh em smoke. Anh ra dễ quá anh trai. Cái tự nhiên anh cầm smoke. Trời ơi luôn á. À, anh phát smoke, Vô anh vô. Vô. Ba vô rồi anh trai ơi. Ba vô đúng rồi, chạy tiếp. Ờ đi tiếp. Sao không? Mình cắn bò. Cắn bò luôn á. Bò nào nha. Bò airbox đó. Để em. Bò bốn ở đâu? Bình thường. Thì chạy theo bò này thì được chứ, để bò bốn nó cắn là đau đấy. Trời ơi, ông biết rồi đâu có người đâu, không có người hay sao á nha. Đánh luôn hả? Ngàn kia bị anh Trung lấy xe là chết bò rồi. Tao chơi game tao biết. Chết đội chết khác luôn mà. Đâu còn xe nó vào trung tâm nữa đâu.
Tính ra cái thằng đó chỉnh cỡ anh Trung ấy chứ. Nó không đánh xe. Đây, mà. Đừng nói vậy. Trời ơi, cười. Con gái người ta. Ờ, anh Trung ơi, quay lại chở người ta đi, anh Trung, quay lại chở người ta đi. Tính ra. Không được, không được, không được. Tính ra cái mod, mod bên Lục Linh nhỏ. Trời ơi. Mới chơi 50 giờ. Anh Trung chơi ngày giờ. Mà anh Trung sợ. Anh Trung nó bay kỹ quá. Quay lại chở người ta đi anh trai. Chở đi. Bao vô chưa, bao vô chưa, bao vô chưa. Thầy leo nó đi đây cũng. Rồi 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 rồi. Thôi rồi thôi xong rồi. Mấy anh này chơi đủ máy, mấy anh chơi tâm lý quá. Mấy anh chơi cái tâm lý quá. Cái bà đó là không có tha đâu nha. Đó là không phải là anh gái đâu nha. Ấy anh tính cho ai viên kẹo đồng? Ờ, anh định cho anh định cho ai kẹo đồng đang đứng đợi anh đó. Xe. Anh phải thắng lại á, nó chơi đó. Mình phải khi AAB mặt cười trở là cút đó. Khách cả, khách xe spawn à. Gơi vậy. Để. Anh ba bật cái ghế cho nó nằm xuống, anh ba để vậy thấy. Nằm ngã ra. Ngã ghế xuống, ngã ghế xuống. Hút đi thuốc, bao vô mình chạy tiếp chung. Nằm chiêu chiêu. À, như ngoài bo đúng không? Ngoài bo đúng không? Nhưng nhít vô trước. À, trong bo luôn. Top 18 rồi. Nha. Cái góc này đẹp. Chứ em đặt kèo bao nhiêu? Ôi trời, đẹp ơi, vô bon. Vô top rồi. Cái góc này đẹp quá rồi. Góc này vô farm ha. Tâm bo liền luôn á. Vô tâm bo anh là anh Trung ơi. Lìa. Anh có cái nhà giữa tâm bom, chạy thẳng vô cái nhà đó luôn. Không, chưa 15 người lận, còn 15 người lận. Nhưng mà nó clear. Anh đây chính đồ kia tấm 10. Game dễ ta. Nữ kia vô bo được luôn kìa. Xin tồn, có anh Trung á chứ. Cái bạn nữ đó tuy mới tập chơi mà chiến hơn anh Trung. Đi kiếm luôn mà, đi kiếm anh Trung á. Anh không kiếm nó thôi. Sao anh Trung không tin em vậy, đâm như giữa bo là trong top chắc luôn, thiệt. Bình lè cứ để anh. Nè, bảo thủ nè, tao nói rồi. Nè, bóc. Ê, nó chạy giữa đồng kìa anh Trung. Đâu. Chạy giữa đồng kìa. Bò vô, kệ mẹ đi, kệ mẹ đi. Đi cái đường này là gặp... Gì vậy, đang mồi được thuốc hả, anh trai? Quan sát. Tưởng anh mồi... Đi sát bò luôn mà. Đi sát bò luôn. Tôi tưởng anh mồi điếu thuốc. Rồi, đi tới bạn đó rồi, xong rồi. Ấn hù, anh Trung sợ. Rồi nha, rồi nha. Gặp nha. Wow. Đi đường này là gặp nha. Kỹ quá. Kỹ đi. Rồi, thấy bạn kia đang nhìn rồi đó. Cái kỹ này là cái giết mình đó nha. Cái kỹ này là cái giết mình đó nha. Để yên, tôi nghe coi. Rồi, im rồi. Rồi nha. Ok, không sao. Mấy anh này sao giờ? Chơi chiến được của người ta. Lady friend. Rồi, lady friend. Rồi, luôn bị nó lấy luôn, lấy cái nhà luôn. Rồi, hồi nãy cướp xe ai? Rồi, tới đòi kìa. Lady friend. Ba kìa. Chơi luôn. Rồi. Cốt này. Cho anh Trung nghe. Để yên. Đây. Cái lồ bé. Đào. Ai góc đó không chạy được rồi. Chịu rồi. Ai rồi anh Trung ơi? Anh nhét đạn vô ai? Anh nhét ra đạn ai? Giờ ai nhét ai? Đạn ai? Bắn rồi luôn. Hả? Tôi nói đi cái đường đó là đủ với chứ sao gì cũng gặp à. Tôi nói cái nhà tâm bò lê đó. Mấy anh cứ la không mà tôi không có đọc được, tôi không có nghe được cái tiếng đạn. Cho Hana viên kẹo đồng ha mặt người. Chạy vô cái nhà tâm bo ngồi đi không?
không ai luôn. Tôi đi rìa bo anh ơi. Tay to không mà đòi rìa bo. Trả kèo cho anh em nha. Game trốn tìm game lái xe. Game trốn tìm. Miễn sao tao vô tốt được rồi. Ngày mai lên nhận bằng nha anh vô. Con chào mày. Không chơi chiêu dơ giống vậy luôn hả? Ủa. Trời ơi, cái chiến đấu của ta. Game sao vậy chứ sao nữa? Em sinh tồn mà. Chiến đời của người ta. Qua làm chơi gì à? Anh chạy em vòng vậy à? Nào có xe nó làm bố hả? Trời ơi, top 20 à, 4 chấm thì mẹ mấy anh ngồi kêu sướng nha. Anh phải 4 chấm luôn. Đó. Cảm ơn anh Trung quá. 4 chấm dễ giữ. Cái nhà này đi nè, để cho anh Trung vô. Anh vô nhà này là anh Trung làm bố rồi đó. Anh Trung top, anh Trung top 1 luôn. Có, lát còn tiên 1 nha. Ta Trung Ả Rập áp vậy. Không cần bắn. Ủa mặc cái đứa mà mới nãy anh lấy xe bỏ nó sống luôn hả? Sống luôn nè. Con đã tìm anh chút chạy thôi kìa. Con đã tìm anh chút chạy thôi kìa. Chết rồi. Tử nát thì. Ủa hôm nay có mấy trận vậy ta? Như ngày bình thường luôn anh ơi. Hôm trận này. Anh Trung ơi, hôm nay có cờ lao nay nè. Không. Ủa, hôm nay là tiên tiên quan với lại vừa đã tức mà. Nhưng mà có cờ lao nay của anh em đi ngủ. Mai đi Thanh ơi, mai mở thẻ nha Thanh. Đèn mắt bắn quá rồi Thanh ơi. Đèn sung quá rồi. Ủa nãy anh Trung kêu anh Trung nhức đầu mà. Không. Anh vô top hoài là anh sung mà tức rồi. Vô top hoài. Anh cứ vô top hoài là anh sung mà. Anh phải chiến lên chứ. Này ô in tê liệt A3 thiên em. Em này em đi kiếm anh ba. Ôi còn em sao nữa. Đủ mới thiệt chứ cái pha đó mà anh vô cái nhà vệ sinh. Anh mà tự tin anh chui vô cái nhà vệ sinh trên là anh thắng rồi đó. Này T1 bị EDG FNC rồi từ cái nhà vệ sinh trên cái anh đi thẳng vô cái chỗ của Hanakushi. Anh chiếm khu này luôn. Anh lưỡng lự quá. Thì anh cũng gặp Hana mà kiểu gì anh cũng gặp Hana. Thì anh trong nhà anh bắn ra. Ủa Hana là gì? Anh không quen. Trời ơi. Không thêm mũ mới luôn mà. Chuyện gì? Ui da. Ghê vậy. Ghê vậy. Bỏ hết nè. Ghê vậy con vợ. Gì vợ anh trai? Trai ơi. Vợ gì anh trai? Ai vợ gì anh trai? Ai vợ vậy? Hay quá. Ôi trời ơi, rồi xong rồi. Thôi xong rồi. Trời ơi, sao không táp thêm cái nữa. Mai tư. Chị biết mà táp gì. Phải gài đạn á. Lay chiên rồi. Phải gài đạn. Còn 3 luôn hả? Sơ hở là anh nhận vơ. Trời ơi, gì vậy. Hồi đó Hana cũng tóc vàng giống A Trung. Không có đi nha. Nè, bây giờ nè, một thằng nó ở bên kia, một thằng nó ở bên hướng bên trái, còn thằng ở đây. Bây giờ Hana giết được thằng đây là tất hồn. Người ta xem nhắm chết mép, quá hay. Xem kính chiếu hậu. Kiểu tư duy anh chơi game của anh Trung cũng có đó, ác đó chứ. Đó. Different mà ỏi. Different, hay hả. Anh Quyền tấp án Quyền. Hả? À? Này anh tấp mấy? Tốt 20. Mềm. Cười khinh. Anh là người ta bắn chứ người ta không có chạy giống như anh. Tôi không có chạy, tôi chơi chiến thuật chứ. Chiến thuật của anh Trung là gì đấy anh Trung? Để mai em ép dụng vô giải anh Trung. Thôi đừng, đừng không. Trời ơi, chạy đi, trời ơi, lỡ bài đặt dấu nghề mấy thằng em nữa. Chiến thuật gặp là chạy. Chỉ giùm đi, kiểu cái chiến thuật của anh tụi em cần học hỏi á, chứ cái phe bơm nói chung là cũng hay. Cũng cần học. Rồi, Hana đi đường này nó chết chắc luôn, bị thằng bên kia nó phơ. Bị thằng bên kia phơ. Đó, thấy không? Rõ chưa? Rồi, bị kẹt giữa rồi nè. Đó, thấy chưa? Bày mũ. Nói rồi.
chắc chắn luôn đi đường này là thua, phải đánh thằng kia. Mai ai cũng xài chiến thuật của anh Trung mặt cười, cái mai ai gặp cũng chạy, ai cũng lấy xe trốn. Bơm quá vậy, bơm quá vậy. Xong rồi, xong rồi. Kẹp giữa rồi. Rồi, vô cái thế tự nhiên. Thấy không, tự nhiên vô cái thế tớp bọt xong cái bị kẹp giữa. Di chuyển quá dở. Dở vậy mới giết được anh mà. Thằng bên kia tớp 1 luôn rồi. Di chuyển thấy dở vậy mới giết được anh chứ. Rồi, bây giờ di chuyển lại cái cây luôn nè. Đúng rồi, che tầm nhìn, di chuyển lại cái cây luôn. Sẵn ra nếp mà rồi. Rồi, đó. Cái nép đâu, cái nép đâu, cái nép đâu. Xà móc chứ anh. Rồi, xà móc. Quy gò 1 với quy gò 3 nè. Rồi, ra luôn. Rồi, từ từ nè. Đâm thẳng luôn nè. Không biết bắn full ta. Đâm thẳng qua móc luôn, đâm thẳng qua luôn. Rồi, từ từ. Đầu nó ấy á, nó thử nghiệm luôn á. Chết nè. Ừ. Về luôn á. Anh Trung điều khiển từ xa hay quá. À, rồi lại qua bên phải nè. Nè, lại qua bên phải. Qua đó xin em. À, cái cuối này. Rồi. Nó ra trong nhà nãy giờ, chắc độ nó còn nhiều. Sáng hết rồi. Chẳng. Rồi lại bên phải luôn, lại bên phải. Rồi cong lên. Thấy rồi. Trời. Trời ơi. Non. Bắn ác vậy ta. Non. Non.